thống trị mọi trùng phiếu, truyền thông chuẩn bị đồng loạt đưa tin, tổng thống Trump chiến thắng sớm. Tiếp nhận đại chiến thắng, tỷ phú Elon Musk bỏ việc, ngày đêm hăng hái tổ chức sự kiện riêng để giúp tổng thống Trump tái đắc cử. Tổng thống Trump và cả thế giới được phen cười té ngửa khi Obama bắt chước tổng thống Trump tỏ vẻ khôi hài, hòng lấy lòng cử tri. Chứng kiến thất bại thảm hại trước tổng thống Trump, các chính trị gia phe dân chủ bắt đầu sử dụng chiến lược đe dọa bằng các thuyết âm mưu. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mặc dù còn 2 tuần nữa mới đến ngày cuối cùng biết được ai thắng ai thua. Nhưng với tình thế hiện tại, hàng loạt kênh truyền thông dòng chính đã và đang chuẩn bị số liệu cũng như nguồn lực để đưa tin Tổng thống Trump chiến thắng sớm. Cụ thể, theo tiết lộ từ nguồn tin mật cho hay, ứng cử viên Donald Trump đang được dự báo chắc chắn thắng nếu bầu cử Mỹ diễn ra lúc này, trong khi ứng cử viên Kamala Harris đang hoảng loạn tìm cách chuẩn bị cho viễn cảnh đối thủ tuyên bố thắng cử sớm. Khoảng 2 tuần nữa, nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu bầu chủ nhân tiếp theo của tòa Bạch Ốc. Cho tới thời điểm hiện tại, khoảng 19 triệu trong số 244 triệu người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu năm 2024 đã đi bỏ phiếu sớm. Dữ liệu khảo sát từ những người bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường cho thấy, cựu tổng thống Donald Trump đang thể hiện tốt đến mức và đánh bại phó tổng thống Kamala Harris với chênh lệch luôn luôn ở 75% so với 35%. Thông tin được lấy chính xác 100% dẫn chứng từ phía bầu sớm ở bang chiến trường Nevada, qua đó cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng với ứng viên Harris. Số cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu sớm 3 ngày qua đã vượt phe Dân Chủ khoảng 6.000 phiếu, trong số gần 250.000 phiếu đã được bỏ ở Nevada. Nếu xu hướng bỏ phiếu sớm này giữ nguyên đến ngày bầu cử 5 tháng 11, chúng ta gần như biết chắc chắn ai sẽ chiến thắng. Nhà báo 59 tuổi nói và nhấn mạnh dữ liệu về bỏ phiếu sớm quan trọng hơn kết quả các cuộc thăm dò hiện tại. Cựu nhà báo NBC News quả quyết, chúng tôi không biết chính xác ai bỏ phiếu sớm và họ bầu cho ai, nhưng các nhà phân tích đều nhận định nếu tình hình này tiếp diễn thì Tổng thống Trump không chỉ thắng mà còn thắng lớn. Tương tự, cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 10 cũng cho rằng Tổng thống Trump chắc chắn sẽ thắng nếu cuộc bầu cử diễn ra tại thời điểm hiện tại. Đảng Cộng Hòa đang rất tự tin bởi làn sóng đỏ đang dân trào quá mạnh. Điều đảng Dân Chủ đang lo lắng nhất lúc này là không điều gì bất ngờ xảy ra trong khoảng 2 tuần tới. Các chuyên gia cũng cảnh báo, theo lẽ thường, kết quả bỏ phiếu sớm cần được theo dõi hàng ngày và chiều hướng có thể thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì họ lại hoàn toàn mất tự tin về dự đoán đó, bởi sức mạnh thực sự của Tổng thống Trump là quá lớn. Không ai có thể đảm bảo được rằng xu hướng trên có thể bị Kamala Harris và đảng Dân Chủ phá vỡ, bởi làn sóng bỏ phiếu có thể được duy trì khi người Mỹ tiếp tục bỏ phiếu qua thư thay vì đi bầu trực tiếp. Đây được các chuyên gia nói rằng gậy ông đập lưng ông. Trong khi đó, trả lời NBC News, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà và ekip tranh cử đã đe dọa rằng họ đang chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với việc truyền thông dòng chính đồng loạt tuyên bố cựu Tổng thống Trump thắng cử sớm. Harris và đảng Dân Chủ liên tục tìm cách đổ lỗi cho Tổng thống Trump trong vụ hỗn loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, mặc dù không có bằng chứng. Harris đã nói rằng, ông Trump đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông ấy đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà quốc hội làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi được hỏi đã có tòa án nào tuyên bố Tổng thống Trump là người kích động hỗn loạn ngày 6 tháng 1 hay chưa, thì bà Kamala Harris im lặng và không có câu trả lời. Bà sau đó lái vấn đề khác bằng cách trả lời rằng chúng tôi có đủ nguồn lực, chuyên môn cũng như sự tập trung vào đó. Sau đó, bà tuyên bố sai sự thật rằng ekip của chúng tôi đã sẵn sàng phản ứng nếu ông Trump một lần nữa đưa ra cáo buộc vô căn cứ về một cuộc bầu cử bị đánh cắp nhằm lật ngược kết quả bầu cử như năm 2020. Phó Tổng thống cũng khẳng định nước Mỹ đã sẵn sàng cho nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử bởi dân chúng Hoa Kỳ quan tâm liệu ứng cử viên Tổng thống có thể làm được gì cho họ hơn là giới tính của ứng viên. Tiếp nhận đa chiến thắng, tỷ phú Elon Musk bỏ việc ngày đêm hăng hái tổ chức sự kiện riêng để giúp Tổng thống Trump tái đắc cử kính thưa quý vị, tổng thống Trump đang thống trị mọi thùng phiếu bầu sớm trong tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ. Tiếp nối đại chiến thắng đó, Elon Musk đã tích cực không ngừng nghỉ tổ chức hàng loạt sự kiện do ủy ban hành động chính trị America PAC bắt đầu tại khán phòng của trường trung học Ridley ở Folsom, ngoại ô Philadelphia. Người đàn ông giàu nhất thế giới đã xuất hiện và phát biểu trong vòng 15 phút trước khi trả lời các câu hỏi của người tham dự. Sau đó là những cuộc thảo luận sôi nổi của các người nổi tiếng khác về tình hình Hoa Kỳ hiện tại. Sự kiện được phát trực tiếp trên X, trước đây là mạng xã hội Twitter, thu hút hàng trăm nghìn người xem. Phiên trực tiếp đôi lúc bị gián đoạn vì quá đông người theo dõi. Tỷ phú Elon Musk thực hiện phần lớn nỗ lực vận động bỏ phiếu cho ông Trump thông qua America PAC, một siêu ủy ban vận động chính trị PAC do ông lập ra hồi tháng năm, có thể gây quỹ và chi tiêu số tiền không giới hạn. Ông đã đóng góp khoảng 75 triệu USD cho siêu PAC này để giúp ông Trump và các nhân vật đảng Cộng hòa khác. Theo số liệu theo dõi, tính đến trưa ngày 24 tháng 10, hơn 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu, thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Số cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu sớm 3 ngày qua đã vượt phe Dân Chủ khoảng 6.000 phiếu, trong số gần 250.000 phiếu đã được bỏ ở Nevada. Tổng thống Trump chắc chắn sẽ thắng nếu cuộc bầu cử diễn ra ở thời điểm hiện tại. Cựu nhà báo NBC News quả quyết, Chúng tôi không biết chính xác ai bỏ phiếu sớm và họ bầu cho ai, nhưng các nhà phân tích đều nhận định nếu tình hình này tiếp diễn, ông Trump chắc chắn sẽ thắng. Tổng thống Trump và cả thế giới được phen cười té ngửa khi Obama bắt chước tổng thống Trump tỏ vẻ khói hài hồng lấy lòng cử tri. Kính thưa quý vị, khác với sự nghiêm túc, cứng nhắc của các chính trị gia truyền thống, thì tổng thống Trump có một điệu nhảy độc bản và luôn luôn khiến những người ủng hộ ông hào hứng mỗi lần ông xuất hiện và cũng chính điều này đã khiến các chính trị gia phe dân chủ ganh tị và bắt chước theo. Vì là bản copy nên nhìn rất kỳ quặc và khôi hài. Bắt đầu là việc Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống của đảng dân chủ khi bước ra sân khấu thì ông nhảy nhót. Điều nhảy của ông ta loạn xạ khiến dân Mỹ đặt cho ông biệt danh là Walz dị hợm. Hôm nay Obama thay đổi phong cách, ông bất ngờ đọc rap. Những tưởng là hay, ai ngờ lại là một trò cười cho thiên hạ. Obama vốn được xem là một chính trị gia nghiêm túc, phong thái, chững chạc. Ấy vậy mà tại một sự kiện vận động cho bà Harris ở bang chiến trường Michigan, cựu Tổng thống Obama đã đọc một đoạn rap trong bài hát nổi tiếng Lose Yourself khiến ai nấy cũng bất ngờ. Tờ The Hill ngày 23 tháng 10 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và rapper nổi tiếng Eminem mới đây đã cùng xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử cho phó tổng thống Kamala Harris ở thành phố Detroit, bang Michigan. Trong sự kiện này, Obama đã làm cử tri khó chịu khi đọc một đoạn rap trong bài hát từng giành giải Oscar là Lose Yourself của chính Eminem. Ông không thuộc nguyên bài nên lâu lâu chỉ đáp vài câu rồi lẩm bẩm. Tôi đã tham dự rất nhiều sự kiện vận động, nhưng lần này rất đặc biệt. Obama có vẻ hơi lo lắng và căng thẳng. Cử tri cảm nhận được điều này khi ông phải xuất hiện sau một ca sĩ nhạc rap là Eminem. Ông Trump sau đó cũng nhận xét, tôi đã xem cách ông Obama nói chuyện trong các cuộc vận động gần đây. Ông ấy dường như đang đuối sức, lúng túng và khôi hài. Chứng kiến thất bại thảm hại trước tổng thống Trump, các chính trị gia phe dân chủ bắt đầu sử dụng chiến lược đe dọa bằng các thuyết âm mưu. Kính thưa quý vị, sau khi nhận thấy tổng thống Trump đang dẫn trước mạnh mẽ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Chuck Schumer và các đảng viên Đảng dân chủ khác tại Thượng viện đã tung ra nhiều thuyết âm mưu, hòng đe dọa người dân Hoa Kỳ rằng việc kiểm phiếu có thể mất nhiều thời gian hơn ở một số nơi và họ nên chuẩn bị bác bỏ thông tin sai lệch về cuộc bầu cử sắp tới. Scammer cùng với Chủ tịch Ủy ban Nội quy Thượng viện Amy Klobuchar, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Chris Murphy, Thượng nghị sĩ Martin Heinrich và Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth đã soạn thảo bức thư này. Sau đó cho công bố lên các truyền thông dòng chính nhằm mục đích thiết lập sự nghi ngờ cho cử tri về ngày bầu cử trong vòng chưa đầy 2 tuần và kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu. Các chính trị gia này liên tục lặp lại những nghi ngờ vô căn cứ của năm 2020 khi đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông ấy rằng ông ấy sẽ tiếp tục từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông ấy thua cuộc, trong khi đưa ra những lời lẽ nguy hiểm và gây chia rẽ để gieo rắc bất hòa và làm suy yếu niềm tin vào tiến trình bầu cử của chúng ta. Trên thực tế, Đảng dân chủ mới là thủ phạm trong cuộc hỗn loạn đó. Việc người dân Mỹ mất niềm tin vào kết quả bầu cử không chỉ có nguy cơ xảy ra vào một ngày 6 tháng 1 nữa mà tương lai sẽ còn nhiều các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ vẫn đưa ra nhiều lời tuyên truyền cực đoan khi giá vợ cam kết đảm bảo mọi người dân Mỹ có thể bỏ phiếu mà không sợ hãi hay bị đe dọa. Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đối đầu với Phó Tổng thống Harris vào tháng 11 để xác định ai sẽ kế nhiệm Tổng thống Biden, người vốn không được ưa chuộng trong lịch sử. Đáp lại việc đảng Dân Chủ công bố báo cáo, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Caroline Levitt, đã nói với Fox News Digital trong một tuyên bố rằng Tổng thống Trump luôn nói rõ ràng chúng ta phải có các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đảng Dân Chủ là mối đe dọa thực sự đối với nền Dân Chủ, sử dụng hệ thống tư pháp chống lại Tổng thống Trump trong năm qua để can thiệp vào cuộc bầu cử và vi hiến loại ông khỏi lá phiếu. Mới đêm qua, Joe Biden đã thừa nhận rằng chiến lược của đảng Dân Chủ luôn luôn là nhốt ông ta lại. Trong một sự kiện chính trị ở New Hampshire vào thứ Ba, Biden đã nói, tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Nghe giống như nếu tôi nói điều này cách đây 5 năm, năm, các bạn sẽ nhốt tôi lại chúng ta phải nhốt ông ta lại ám chỉ đến tổng thống trump người đã bị truy tố trong bốn vụ kiện